Chào tất cả các bạn. Máy ảnh này hơi mờ đấy nhỉ. Này là sương mù quá. Mình quay video để chia sẻ cùng các bạn về xe Volvo đời 2014-2015. Sau đây mình sẽ khởi động và hướng dẫn một số công tắc ở trên xe Volvo. Xe thùng cao 25 khối. Vâng, hôm nay mây mù ấy, nên bạn thông cảm nhá. Đây, khởi động máy. Đây, mình sẽ không kiểm tra dầu máy, không kiểm tra cái gì cả. Xe các kiểu, xe khác như thế rồi. Đây nó giặt chậm. Mở thế. Vâng. Các bạn xem kỹ đây, kim hơi đây không ạ? Đây là kim này đây. 6 cân, 7 cân, 8 cân. Xe này chạy gần 9 cân. Coi như là đủ hơi đấy các bạn ạ. Đây, bây giờ xe đang ở chế độ là đứng chậm. Rùa các bạn nhìn rõ không? Đây, xe này thì tốc độ là 125 km/h thì còn không đi được như thế các bạn ạ. Tôi đi chỉ có 80 thôi, 90 là tôi thấy đi căng lắm rồi. Xe này này, đi số 10 ạ. Thấy hệ thống số đây. Còn đây là điều hòa hai chiều nóng lạnh đấy nha các bạn, xem kỹ đây nha các bạn. Hệ thống điều chỉnh này là mình muốn bật chế độ lạnh, mình ấn nút khởi động này đấy, mình quạt nó lên thấy không đấy. Chưa bật điều hòa lên lạnh rồi, mùa đông mà. đây chế độ AC này, mình bật điều hòa này, các bạn nhìn rõ trên bản này nha. Bật này, các bạn xem là AC này. Đấy, nó hiện cái chữ nút này. Đấy. Bây giờ mình điều chỉnh chế độ cho nó hợp lý. Nút xuống, lên, tăng giảm. Đây thì đâu. Bây giờ tôi đang để chế độ là 24 độ C. Giảm xuống 23, 22, 21, 20. Nhiều lý các bạn mình thấy để chế độ này tốc độ cao 30 là không mát đâu nha các bạn nhé. Bạn để ý đây nhá. Hai là không hề mát ấm luôn đấy. Có 29 này, bình thường thì mình xe này nó lạnh lắm, đi 24 độ C đâu. Thi thoảng giảm xuống 20 lạnh. Đấy buốt luôn. Đấy, mình không muốn chế độ mùa đông này thì mình tắt cái này đi, AC nhá, tắt đi. Tắt ra, tắt hết này. Bật chế độ mùa đông này. Sưởi này. Bạn nhìn thấy cho nó nào. Bật luôn này. Đấy. Thế là sửa đó. Sửa. Cho này lên tay ga. Sau này. Để đi gió ấm không? Đấy, đấm dần đấy. Bạn nhìn thấy cái chữ này không? Cái sửa này, sửa này. Đấy, gọi ta gọi là sấy. Sấy mà nóng lắm, nóng chân tay, nóng hết luôn các bạn. Đấy, tôi bắt đầu cảm thấy hơi nóng rồi này. 22 thì nhiệt độ lên là bao luôn này. Hết tầm luôn này. 29 độ. Nóng gian luôn. Đây. Nhá, điều hòa thì thế thôi. Mà chỉnh ra chân này. Ta đi đây là sấy là nóng rồi nhá. Quá nóng rồi đấy. Lên là bầm luôn, nhiệt độ lên là bầm luôn các bạn nhá. Tôi tắt đi các chế độ này đi nhá, để sửa ấm này. Ê bút chân tay, tôi hay đi đường xa hay ê bút chân tay. Tắt AC này.
giờ mình bật lên thì nó vẫn có chế độ, chế độ sấy này nhá, mình chỉnh chỗ này nhá, chế độ này tắt đi, tắt đi chế độ này, tắt chế độ sấy đi. Không các bạn, tôi hay che hết cái này đi, thỉnh thoảng tôi băng băng dính, tôi cứ dán cái này hết đi, mình sáng quá đấy. Chỗ này bây giờ nó chuyển sang chế độ là lạnh, lạnh này, mình giảm này xuống hết này đấy, chuyển sang chế độ lạnh này, AC lại lên vẫn bình thường như lúc cũ tôi ấy, hoặc là bạn bật chế độ auto cũng được. Đấy, tôi tắt đi đây. Còn đây bạn xem là cần ben nhá, dây hơi tôi đấu ở bên để cái này, cái hơi để vệ sinh cái xe, cần ben bạn đeo. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn lên ben này để các bạn tôi tập lái cho, còn các bạn lái lâu thì tôi không đấy nha, tôi test lên để các bạn xem thôi. Các bạn đừng chửi tôi là quay như con cặc, quay cái gì cả, tôi cũng không thích quay đâu, làm cho nó vui cho anh em lái xe chia sẻ với nhau thôi, các bạn có hiểu không? Đấy, tôi vào lên ben cho các bạn xem này, tôi đạp côn. Đấy, xe hổ gồ đây các bạn nhìn này, cái nút này là nút lên ben nhé, bạn thấy không, gió máy mạnh mở quá. Đấy, đấy là chế độ lên ben nhé. Tôi mở cửa ra cho bạn nhìn gió này, đây là cần ben này, xe là 25 khối này, thằng gió nhé. Đây cần ben này có hai tầng, một là gạt lên, là lên ben đấy, là bắt đầu nhả côn ra từ từ đấy, tạp ga lên ben lâu lên đấy, không đấy ben lên đầu vào này. Đấy, xe này đổ ben là phải đổ đất, các bạn phải tiến ra hoặc là đứng cho cân bằng, không là xe này vẫn rất là dễ. Tôi thử thì tôi tắt này, nếu mà tắt ben lên, tắt công tắc này, nhả côn ra, ha, ben xuống này, à, ben xuống đây này nhá, ấn sang bên kia, bên đỏ, bên đen, bên đen là lên, bên đỏ là xuống này, bên đỏ là lên chứ, bên đen là xuống này. Tôi xuống các bạn xem nhé, tôi nhầm này, xuống là xuống ben, nhìn thấy không các bạn, nhìn thấy không, đấy, đấy, ben nó xuống rồi đấy. Ôi trời mưa lắm. Còn đây là một số công tắc, đây, đây là còi hơi này, bật sẽ là còi điện này, đấy, bật, cái này bật là còi hơi này. Còn đây là công tắc ben, nhớ cho các bạn. Còn là đèn sương mù này, đèn đấy này. Còn đây là công tắc đi thẳng, bốn xi nhan đều sáng hết này. Đấy các bạn thấy không? Còn đây là công tắc đèn này, đèn đèn pha, đèn cốt này, đèn này bật lên này, tắt đèn đi này. Còn đây là cầu nhá các bạn nhá, cầu nhá. Nhiều lúc đường trơn với lại xe bị hỏng lắp dọc chẳng hạn, mình sẽ có thể bật cái này xong đi về sửa, hoặc là đường trơn mình bật cái này hàng nặng ấy, bật mình lên xong mình các bạn phải tắt đi nhá, không là cái này đi vào cua kia là nó hỏng. Cái này thì là cứng này. Còn đây là các bạn biết gì không, đây là bịt bô nhá, bịt bô có nghĩa là đường trơn xuống dốc hàng nặng, mình phải để tầm số 2 gì đấy, mình bịt bô thì bánh sẽ bị không bị lết xuống, mình không được phanh. Kinh nghiệm đi xe thì mình sẽ chia sẻ sau, nhưng mà cái tác dụng của bô này là như vậy. Đó đi mình thường thường là đi khoảng 40-45 tấn gì đấy, thường thường mình chở 45 tấn khoảng. Nếu mà đường trơn thì mình có thể bật số đi số 2, đường trơn ấy, tôi xuống dốc ấy, số 2 để bật của bô này. Các bạn để ý nhá, vào vòng tua này nó là mình bật bô của bô lên nhá, để ý nhá.
vòng tua này đến 10 hơn 10 này thì mình bật thì nhất sẽ nó không bị trào lên. Mình nếu mà nó qua cái tầm đến 20 các bạn đừng có bật nhá, vô nhá. Mình đề phòng trước, mình bật trước mình xuống. Bật xong mình để bánh nó không, mình không dùng phanh ấy, bánh nó lết xuống là chết ấy. Đấy, đường trơn xuống dốc ấy, của vô này dùng cũng như thế các bạn ạ. Còn đây hệ thống cần số đây các bạn biết đấy. Còn đây là công tắc ấy thôi, tôi chế vào để cái đèn led, đèn đèn vàng ấy, tôi chế đèn vàng đây. Còn đây công tắc sườn này, đèn sườn tôi cũng chế hết đây, đi vào thợ điện giờ nó chế nhiều kiểu nữa các bạn ạ. Còn đây là cái cần số hướng dẫn cách đi số các bạn này. Hôm nọ tôi vào số hướng dẫn thì nó thời ấy quá, một người quay một vào số thì tôi chỉ hướng dẫn cơ bản qua thôi. Cái bình thường mình đi này, ấn côn xuống này, thường thường xe không có hàng nhá, mình đi một phát số 2 chẳng hạn, số 3 chẳng hạn, tùy bạn này, số 2 nó phát rất nhẹ nhàng, số 3 này. Đấy, xong mình chuyển tầng thì mình có thể bật số 10 lên, bật bắt đầu đang ở số 5 chẳng hạn, bật bạn vút ga lên vòng tua này, lên hết tầm ấy, xong mình bắt đầu bật cái này là chuyển tầng. Chuyển tầng là bây giờ tôi không đi là nó sẽ kêu khoảng khoảng ấy, nhưng mà mình đi thì nó phải đồng tốc, nó sẽ không bị kêu các bạn ạ. Đấy, tầng này mà thường thường là đi tầng chậm này thôi, mình có hàng đi đường nhựa, đường ngon nó chạy được thì mình sẽ lên tầng nhanh, tiết kiệm thời gian. Đấy. Nào rảnh rỗi tôi sẽ hướng dẫn các bạn về mấy hiện trên báo tập lô như này. Để báo lên nhiều câu nhiều cái em này, nhìn mình không thể ấy được. Bây giờ mình phải là hôm nào tôi có thời gian ở ngoài tôi sẽ hướng dẫn các bạn đây nhá. Cái công tắc stop này nhá, đến lúc hết hơi nó sẽ hiện lên, mình dừng sẽ hiện lên, mà một cái vấn đề thì hơi ở đâu thì nó báo hết đấy. Cái này hết hơi chẳng hạn, báo hết lên đây. Lúc nào cái này phải bật hết này, không mình đi ạ. Còn cái này là phanh tay này, P các bạn biết được không? Đấy. Còn các loại một thứ trên xe này thì tôi gắn vào để xem phim chẳng hạn, cặp điện thoại vào đấy cũng được. Đấy, xem phim và đài. Mấy xe trước tôi đi là thường lắp màn hình ở để đây cơ, nhưng mà mấy nay giờ tôi đi xe trong này thì nó vậy không lắp. Đây là hệ thống định vị này, đường chiếu này. Hôm mình đi đường xa mình có chuẩn bị một đêm mình đèn pin này, đủ kiểu này. Đấy, xe đây. Đây là quạt đi ngủ này, buổi đêm này. Đấy. Đấy, giường ngủ. Nó cũng chưa trần được. Đấy, bật. Ôi chào các bạn nhé.